Hello, chào mọi người á. Hôm nay á là mình sáng nay chuẩn bị đi làm. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 9. Theo lịch đó là hôm nay đó là ngày nó gọi là ngày đầu tiên của mùa thu. Tiếng Việt mình nói năm nay giống như ngày lập thu vậy đó, ngày tiếng Việt là ngày đầu tiên của mùa thu 2020 ha. Thì mình thấy thời tiết rất là đẹp. Thời tiết hiện bây giờ thì nó se se lạnh. Và mình nói là nghĩ chắc hôm nay là trời này nắng đẹp. Thì mình sẽ quay cái quang cảnh từ nhà mình cho đến chỗ làm mình ha. Và mình coi cái quang cảnh mùa thu bắt đầu như thế nào. Mùa thì như mình đã nói clip trước á, thì thường là nửa đầu mùa thu á, rất là đẹp. Mình thích nhất ở đây á, là cái nửa đầu mùa thu, tức là thời tiết se se lạnh. Nó giống như mình, nếu mà mọi người ở miền Bắc hay kiểu ở miền Trung á, ngay cả Nam Trung Bộ cũng vậy thôi, mà cái ngày mà Tết tối 30 hay là sáng trời nó se se lạnh, thì đây nó lạnh hơn kiểu Việt Nam mình, chứ nó vậy se se lạnh nhưng mà không mưa, trời nắng rất đẹp, lá cây nó đổi màu ha. Mình quay để cho mọi người xem cái quang cảnh con đường trên đường đi cho mình đi làm như thế nào ha. Được rồi, chuẩn bị mình đi nha. Upgrade sao được, upgrade thì người ta đã có mua, nhưng mà thấy cũng không có đáng à. Google 8 và mình đang chuyển qua quay góc rộng để mình nhìn xem hai bên mạng luôn. Thì mình đi cái con đường mà dĩ nhiên có nhiều cái con đường mình tới chỗ mình làm, nhưng mà mình đi con đường mình quen thuộc, mình hay mình đi, nhưng mà dòng về thì mình đi để đường khác, nhưng qua đây mình tránh lưu lượng xe thôi. Mình chọn đi con đường đi này mục đích là đỡ mình quay cái cây đó mà mọi người, vì con đường mình đang đi là cây hai bên đường rất là nhiều. Cái cây mà bên kia bàn trái của mình á, hay chút đi mình bên phía bàn phải, nó cái tàn lá của nó, cái túp nó giống như cái búp măng á mọi người. À, cái này nó cũng sẽ rụng, nó đổi màu và rụng, mà những cái cây này nó rất là trễ, nó phải là nửa cuối mùa thu nó bắt đầu nó mới rụng.
thì nó chỉ màu vàng là chưa có đẹp lắm đâu, nó cũng chưa vàng hết, mà là mà lá màu vàng chưa đẹp, mà màu cam màu đỏ mới đẹp. Đây mới bắt đầu. Câu tiếng Anh là nè, I eat you. Có nghĩa là tại anh mày á, thì thường thường mọi người ở Việt Nam mà mọi người là mình chia hai phe, mình thắng nào mình nói là anh mày đúng không? Nhưng mà anh nói tiếng Anh dịch ra là I eat you. Mình đang đi rồi trên con đường Papa đó. Đón là chắc phí bảo hiểm của xe mô tô với xe máy thì chắc có đắt tiền. Đắt tiền là đắt theo cái tiêu chuẩn mà không an toàn, không phải an toàn nó nguy hiểm hơn á, dỡ xe ra tai nạn hơn. Chứ còn dĩ nhiên an toàn là người ta phải bán bảo hiểm cho chạy. Bây giờ là mình đứng đèn đỏ, là bây giờ là mình quẹo trái á, mình quẹo trái đó. À, cái luật giao thông của mình là không có quẹo trái đúng không? Không có quẹo trái không? Nhưng mà luật giao thông ở đây là có đèn quẹo trái. À, mình đang quẹo trái nha mọi người. Đó, tức là mình đi quẹo trái đấy. Khi mà quẹo trái mà không có đèn giao thông quẹo trái thì mình phải đứng lại mình đợi khi nào mà cái hướng mà đối nghịch mình nó không có xe thì mình được quẹo trái. Nó khác với luật giao thông của mình đó. Còn có một số ngã tư nó bận rộn hơn thì nó có thêm cái đèn là đèn để cho phép quẹo trái. Công nhận là hôm nay ngày lập thu, trời tiết rất là đẹp luôn của mọi người ha. Nắng trong xanh, trời se se lạnh. Mình đang chạy trên đường gọi là Main Street.
Nhân tớ nãy nói tới cái camera thì GoPro camera nó đã ra cái GoPro 9 á. Thì thấy nó quay, nó quảng cáo quay là Hyperlapse 3.0. Slow motion thì hình như là tắt, hình như 8 lần hay 10 lần vậy đó. Mình không nhớ lắm. Vì cũng thứ nhất là mình không có, đâu có ý định mà upgrade đâu. Vì mới mua cái này xài cả mấy tháng rồi, thấy không có cái gì mà thay đổi đáng kể. Mình thì chỉ gọi là mong đợi là cái camera Sony Mark A7 Mark 4 đấy. Mà không biết là nghe nói là cuối năm nay đầu năm 2021 thì nó sẽ ra đấy. A7 Mark 4. Bởi vì theo như logic thì A7 R Mark 4 nó đã ra đã gần năm rồi. Còn A7S dành cho nó quay video đó thì A7S nó đã ra cách đây 2 tháng nữa rồi. Thì theo logic thì A7 Mark 4 thì nó sẽ ra. Mình sẽ thấy tới bây giờ chưa ra. Trong khi là A7C á, cái dòng mới ra cách đây khoảng 2-3 tuần. A7C thì là nó theo thiết kế thì nó là dòng full frame, nhưng body là body của giống như dòng crop sensor, giống như series 6000 á, camera series 6000 nhỏ, nhưng mà mình cảm thấy mình không thích. Mình nhìn cái body mình thấy cũng không thích, tại vì mình cũng đang xài series 6000 mà. Phía trước mình đó là cái giao lộ của đường Marine Drive. Khoảng 3 block đường nữa là tới chỗ mình. Tới chỗ làm mình thì không quay tới chỗ làm nữa ha. Quy định công ty là không quay video ở nơi làm việc. Công ty cho phép quay video nhân viên thôi, nhân viên không cho phép quay video. Công ty mình là camera lắp đầy hết á. Rồi, mình chia sẻ mọi người cái ngày đầu tiên của mùa thu như thế nào hả? Mình không ngờ hôm nay trời rất đẹp luôn á. Rồi, cảm ơn mọi người ha. Mình hình như rất thu rồi phải không ta? Mình không nhớ. Mình sẽ quẹo phải vào Bắc Kinh là tới nơi mình đấy. Bye mọi người nha.